code. Nên chúng ta tạo ra một hồ tin. IP và bên trên nó là ICMP. Mặc định để xem là nó có những cái trường gì. Với đối tượng P này chúng ta phải một sâu. Và đây là nó có trường một hai code code 10 thay bằng echo request. Nên chúng ta dùng đến đít thì sẽ được không nha. Các bạn thấy là nó vẫn hiện ra những cái trường thông tin. Nhưng ở đây nó sẽ hiện ra theo giá trị số hoặc là chu ký tự thì thuộc vào cái trường đó là loại gì. Còn chúng ta dùng cái loại cái lệnh list hay lệnh show thì nó sẽ phiên dịch, nó sẽ chuyển lượng trường thai này, trường thai này thì gọi là ICMP. ICMP thì nó có cái giá trị 18, nhưng mà ở trong cái lệnh sâu thì nó ghi là echo request, tức là cái thai 18 thì tương đương với con tin đó là echo request. Tôi định gắn cái trường thai nó bằng không thì khi chúng ta dùng lệnh show ấy, thì nó sẽ chuyển cái thai này thành echo reply, nhưng mà thôi cái này nó bị lỗi rồi, do chúng ta dùng cái kiểu dữ liệu nó chưa đúng, kiểu dữ liệu chưa đúng. Thì quay trở lại cái kịch bản này thì trước chúng ta đã thử ping và nhận kết quả phản hồi về, và chúng ta đã in ra cái câu trả lời không phải là chỉ dùng lệnh sâu của cái đối tượng P, mà chúng ta kiểm tra xem là nếu mà có tin phản hồi về thì chúng ta sẽ in ra là có trả lời từ cái địa chỉ IP nào đó. Thì ta lưu ý là cái trường code của trường thai nó khác nhau. Thực chất là chúng ta quan tâm đến trường thai này. Trường thai này. Ở đây tôi đã thử print cái thai, trường thai và code của cái con tin ICMP trả về nhé. Còn nếu là cái lệnh SR1 này, trước tôi đã nói rồi, nó là cái lệnh để gửi và nhận báo tin, và cái P này nó sẽ chứa cái báo tin phản hồi, báo tin trả lời từ bên nhận. Timeout này là cái thời gian chờ để nhận báo tin phản hồi, nếu mà không có phản hồi thì nó sẽ gửi lại, nó gửi lại bao nhiêu lần thì nó sẽ ở trong cái trường retry này, gửi lại 2 lần nếu mà bị fail.
sau 8 giây. Cứ sau 8 giây mà bị fail thì nó lại gửi lại, phải gửi lại 2 lần. Chúng ta có thể thay đổi cái này bằng 1, 2, 3, 4 tùy các bạn. Thế thì cái lệnh print này chúng ta sẽ in ra cái trường thai và code của con tin phản hồi về, chúng ta xem là bao nhiêu. À, nó đang ở trong state. Nó thành lớp chạy trực tiếp đến ra ngoài trường bus chặt. Các bạn thấy là cái trường time code của tin ICMP là đều 0 0, time bằng 0, code bằng 0. Thì time bằng 0 nghĩa là đây là có tin echo reply. Nếu chúng ta không nhớ thì các bạn lên trên internet các bạn search thôi, thì nó có cái trường này. Còn nếu mà có tin gửi đi thì nó sẽ là trường thai là số 8, cái cú request ấy, trường thai là số 8. Qua nhìn thấy các bạn tôi đến tạo ra một gói tin CMV đúng không? Thì cái trường thai nó bằng 8 này này. Đó. Bây giờ cái điều đó thì làm gì? Điều đó là để khi chúng ta nhận có tin phản hồi về, chúng ta phải dùng cái if để kiểm tra là cái trường thai nó phải bằng 8 hoặc bằng 0 không, thì đó mới là gói tin echo reply, gói tin ICMP echo reply. Lúc đó chúng ta mới in ra cái lệnh là có phản hồi từ cái IP 1 đúng không? Còn nếu mà không phải như vậy thì chúng ta sẽ in ra thông báo là không có phản hồi từ cái IP1 như ở đây. Ví dụ như là tôi dùng một cái địa chỉ này thì nó không có phản hồi này. Chúng ta thay cái này bằng địa chỉ mà chúng ta đã kiểm tra là không có phản hồi trước. Chúng ta trở lại. Các bạn thấy là nó không gửi thành công đúng không? Nên là nó sẽ in ra thông báo là no answer from cái địa chỉ này. Và đằng sau này thì chúng ta print một cái thông báo là sau đây là cái gói tin phản hồi nguyên gốc, và chúng ta dùng cái pre-show để in ra cái gói tin nó. Thì gói tin phản hồi nguyên gốc là như này, cái phần IP thì vẫn như vậy đúng không? Còn cái phần ICMP thì nó không phải là gói tin echo reply mà nó là gói tin time exit, tại vì nó không gửi thành công. Thế là đến một cái router nào đó thì nó không gửi đến đích được, thì nó sẽ thông báo là cái gói tin quá hạn. Và cái code ở đây sẽ là gì? Title list bằng 0 trong khi mà chuyển gói tin đi. Tức là nó cứ trừ đi một, các bạn thấy là nó cứ trừ đi một, trừ đi một, trừ đi một cho đến khi mà cái trường này nó bằng bằng 0 thì lúc đó nó sẽ
dừng lại, và đồng thời cái router đó nó sẽ gửi trở về cho cái địa chỉ nguồn này. Địa chỉ nguồn này ở đây, địa chỉ nguồn này, địa chỉ nguồn là địa chỉ của tôi đây, tại vì bên kia gửi lại thì nó là nguồn và bên này là đích, máy nó tính tôi sẽ đích thì nó gửi lại cho máy tính của tôi là bản tin này, nó thông báo là cái gói tin nó bị tham ICIP 2.0.1.0 trong khi mà gửi đến đích mà không gửi thành công được. Và phía bên dưới này là nó sẽ kèm theo cái gói tin trước đó mà tôi đã gửi đi trong cái bản tin echo request. Đấy, các bạn thấy cái bản tin echo request này. Được chưa? Thì còn cái P2 này để tôi dùng để kiểm tra xem là khi mà tạo một gói tin như vậy, chúng ta tạo một gói tin IP và ICMP thì nó sẽ tạo gói tin gì? Thì nó tạo ra gói tin echo request, nó sẽ có trường thay là bằng 8, thay bằng 8, cô tầm 1 không. Đây là cái phần gói tin nguyên gốc mà chúng ta đã gửi đi, thì cái router nó bị tham ICIP thì nó sẽ gửi trả lại cho chúng ta cái gói tin nguyên gốc này, bao gồm cả IP và bao gồm cả ICMP. Đây là chỉ nguồn của tôi đúng không? Địa chỉ đích đây là địa chỉ của cái hot mà chúng ta cần ping. Đây cũng là cái câu trả lời hôm trước mà tôi đã tạo ra lỗi để các bạn thử suy nghĩ xem chúng ta sẽ xử lý như nào. Là cái trường mà khi mà chúng ta kiểm tra gói tin phản hồi về thì dù không thành công hoặc không thành công thì nó vẫn có ghi là có trả lời từ hay là cái câu trả lời là gì, vẫn có phản hồi từ cái địa chỉ nào đó đúng không, mà rõ ràng là cái phản hồi đó là không đúng. Như trường hợp này là tham ship thì là nó tham cái đi của công thì nó không không thành công đúng không, cho nên là chúng ta phải kiểm tra cái trường thay chính xác nó bằng không thì đó mới là gói tin echo reply của ICMP, đó thì nó mới chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc là thay vì chúng ta chỉ scan một cái địa chỉ như này, chúng ta sẽ scan một cái dãy địa chỉ, một dãy địa chỉ. Cái này chúng ta kết hợp với một cái danh sách, một cái mạng ở trong Python. Một cái list ở trong Python là một cấu trúc mạng mà các phần tử có chỉ số, index và thứ tự, không giống giống như ngôn ngữ khác như là Java, C hay là PHP. Một cái phần tử của mạng là list trong Python nó có thể là số, nó có thể là chuỗi ký tự, là nó có thể là thậm chí nó là đối tượng luôn, không phải là một cái giá trị số. Thì ra trong Python thì tất cả hầu như là đều là đối tượng cả, nên là khi chúng ta thao tác là thao tác với các đối tượng. Và trong Python thì muốn tạo ra một mạng là chuỗi thì sẽ sử dụng cấu trúc dictionary mà cần tiếp theo. Ok, để mình nghe được bài kiểm tra sau. Ví dụ như chúng ta khai báo những cái phần tử trong một danh sách mạng như là đây là những phần tử của kiểu, nhưng nó cũng có thể là phần tử phát tiểu.
Thì chúng ta nhìn thấy ở trong cái code vừa rồi thì tôi khai báo những cái phần tử này. Thì thực ra tất cả cái này đều là những cái chu kỳ tự. Chu kỳ chúng ta sẽ tạo một cái danh sách gồm những cái địa chỉ bao gồm cả địa chỉ IP và tên miền. Đặt tên là scan IP list. Và sau đó ta dùng lệnh for. Cấu trúc của lệnh for. Một cái chu trình đọc ở trong Python. Thì cái lệnh for thực chất là lệnh for in, nó không giống như là cái lệnh for ở trong C chúng ta đã học. Đây là for in một cái gì đó. Đó thì cái in này nó có thể là một cái danh sách, một cái mảng. Ví dụ như chúng ta tạo ra một danh sách gồm các chuỗi ký tự như này, sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái chu trình for với cái biến chạy ở một phút. Cái biến này không cần phải báo trước, ở trong Python chúng ta không cần phải báo trước mà chúng ta có thể dùng luôn. Ở trong cái danh sách food này, nhớ là ở trong Python thì với mỗi một cấu trúc điều khiển nó đều dùng hai chấm để đánh dấu sự bắt đầu và có sự thụt lề để biểu thị những cái lệnh tiếp sau đó nằm trong cấu trúc đó. Ví dụ như là cái lệnh queen này nằm trong cấu trúc for thì nó sẽ phải thụt lề vào. Nếu các bạn dùng những cái công cụ lập trình như kiểu XL này thì nó sẽ tự động thụt lề cho chúng ta. Ví dụ này nha, tôi như này, tôi enter dùng cái thì nó sẽ tự động thụt lề vào. Đấy, các bạn thấy tự động thụt lề luôn. Chúng ta không cần phải thụt lề, hoặc các bạn có thể thụt lề bằng tay cũng được. Không có nguyên tắc nào cố định, nhưng mà thường là chúng ta sẽ dùng hai dấu cách, hai dấu cách để thụt lề thì cũng được. Tuy nhiên thì do dùng cái chương trình này nó thụt lề sẵn rồi, chúng ta không cần làm được đó nữa. Các bạn dùng bút dùng notepad ấy, thì chúng ta có thể tự thụt lề bằng tay, hoặc các bạn trong Kali Linux thì các bạn lập trình bằng Nano hay là bằng Vim Editor thì chúng ta có thể thụt lề bằng tay được. Sau đó chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ dùng for này trong cái danh sách này và bắt đầu thông báo này. Báo là scanning cái địa chỉ gì đó. Thì cái IP 1 này bây giờ nó sẽ nhận lần lượt từng cái giá trị ở trong cái danh sách này. Cứ scan cái địa chỉ nào thì nó sẽ thông báo cái với cái địa chỉ IP đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ dùng lệnh send receipt để gửi đi cái gói tin và nhận phản hồi về. Giống như lúc nãy chúng ta đã làm. Đến đây thì có một cái thêm một lệnh nữa là gì? Lệnh kiểm tra phase layer ICMP. Đây là một cái phương thức, cái này nó có sẵn ở trong SKV, nó kiểm tra xem là cái gói tin nó trong đối tượng P này nó có cái lớp tương hay không, có thể là TCP, có thể là IP hay ICMP. Thì ở đây cái P này nó chứa cái gói tin trả về thì sẽ kiểm tra xem là nó có cái lớp ICMP hay không. Nếu có thì mới kiểm tra tiếp là cái code của gói tin ICMP nó có phải bằng không hay không. Lúc nãy chúng ta thấy là tôi để cái code
p tai bằng 1,0 như này thì cũng được, tại vì thực ra cái không này nó là giá trị số, nhưng mà thường ở trong Python ấy thì nó hay dùng chuỗi ký tự, cho nên là chúng ta có thể convert nó sang chuỗi ký tự bằng lệnh string. Thì cái này nó đảm bảo là chúng ta sẽ kiểm tra chuỗi ký tự, và các bạn có thể kiểm tra trực tiếp không có string cũng được. Sao ạ? Vì chúng ta biết cái trường này nó là số đúng không? Này là số. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không biết nó là số hay là ký tự thì chúng ta nên convert nó sang string và kiểm tra nó bằng chuỗi ký tự. Nhớ lại nhá, cái lệnh ip.hashLayer như này là để kiểm tra xem là có có cái lớp ICMP ở trong một tin nhắn hay không. Sau đó là mình kiểm tra cái code của cái tin phản hồi của ICMP có phải không không. Tiếp tục thì chúng ta in cái code của hỏi tin này thì cái này cũng không cần thiết lắm. Thì chúng ta phải in cái trường thai đúng không? In cái trường thai. Thai. Cái này để kiểm tra lại là đúng là cái thai nó bằng không không đúng không? Và đồng thời chúng ta thông báo là cái hot tương ứng là đang hoạt động, đang hoạt động, hay là chúng ta nhìn thấy thông báo lúc nãy là có phản hồi về đúng không, như này ta copy nguyên cái này xuống sang bên kia. Cái này tùy các bạn thôi, các bạn thích viết cái thông báo kiểu gì cũng được. Ví dụ chúng ta không muốn viết thông báo như này, chúng ta muốn viết giống như lúc nãy đúng không? Mình nhớ là cái L này nó phải thẳng hàng với ít này. Và cái lệnh queen này nó phải thuộc lệ so với cái L này. Còn cái lệnh print này để in lại cái gói tin phản hồi về thôi. Nó có thể thành công hoặc thành công giống như chúng ta làm đúng không? Đúng không? Chúng ta đã làm cái việc là in cái gói tin này đúng không? Chúng ta copy này cũng được.
là vì nguồn tin nguồn gốc phản hồi về nó như vậy. Cái lệnh này thì nó nằm ở trong cái phần phụ lệnh của cái gì thì nó xem là nó nằm ở đâu thì nó phải thuộc lệ so với cái lệnh if này đúng không? Lệnh if ph layer chúng ta phải thuộc lệ để nó thẳng hàm cái lệnh if này, if này. Hình như thế copy nhầm, copy ta giống cái pin này nó phải thuộc lệ so với cái ít này, là thằng hàng cái này. Sau đó là chúng ta in một cái thông báo là đã scan xong với cái địa chỉ IP1. Thì cái này nó thằng hàng một cái gì? À, với lệnh queen này đúng không? Nó thuộc lệ sau lệnh for này, cái này bỏ đi. Nên là khi lập trình này trong Python các bạn rất lưu ý là cái thuộc lệ rất quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta biết là nó sẽ gắn với cái lệnh điều khiển nào. V code bằng bằng không sai V code ở đây thừa một cái ngoặc. Đấy, cái này là do lỗi thụt lề thì dòng này thụt lề chưa chuẩn. Cái này nó phải thẳng hàng với lệnh if à, lệnh if này chúng ta xem nó scan bốn cái địa chỉ của cái hot. Thì đầu tiên là 8.8 nó có answer này. Following is original reply này. Before reply này. Và thông báo là finish scan với địa chỉ 8.8. Sau đó tiếp tục scan với địa chỉ 8.8.4.4. Got answer này. Finish scan này. Cái này phải là fail đúng không? À cái này vẫn có answer này, thế là sai đúng không? Này sai.
sai này. Đấy. Thế thì bạn có thấy là cái trường Thai apply là 11. Thì chúng ta xem là tại sao nó lại vẫn ghi là got answer. Có phải ghi là gì? No reply đúng không? Else in no answer from IP 1. P à cái P thai nhưng mà P code thì nhầm đúng không? P thai và một không có thể là ở đây nó đã in ra answer đấy thì đúng rồi đúng không? Và cái trường của có tin phản hồi về cái trường thai ấy, nó là 11. 11. 11 tức là cái mã ở đây nó sẽ là tamisit. Trường thai là tamisit. 31. Rồi xem lại. Thực ra cái môn bằng máy tính chúng ta đã học về cái mã này rồi. Echo reply là mã không nhá. Echo request mã là 8. Echo không echo mà là time sheet thì là mã 11. Không phải mã mà là thai là 11. Tôi hay nhầm mã với thai. Và trường code khác của trường thai khác. Đây là cái bản tin time sheet này. Thai là 11. Các bạn làm đi. Chúng ta cũng lập trình một cái đoạn mã như vậy. Các bạn có thể dùng Bitbus ở trong Windows hoặc là chúng ta dùng về môi trường Kali. Sau đó chúng ta làm một bài tập như này. Thay vì chúng ta scan một cái danh sách dưới ra, các nhà của phẩy là đưa tôi muốn scan giải địa chỉ liên tục. Ví dụ như là tôi muốn scan một cái giải từ địa chỉ bắt đầu của cái giải địa chỉ thông lệ, ví dụ cái mạng của tôi là 1 chấm mạng 1.0 nhé, gạch chéo 24, tôi muốn scan nguyên cả cái giải này bắt đầu từ 192.168 chấm 1.1 cho đến 192.168 254. Chúng ta làm ra để scan cả cái giải này. Còn các bạn thì scan với giải ngắn hơn được từ 1 đến 50 thôi. Nó nhanh. Nghĩa là chúng ta phải trình làm sao để nó chạy được ra, đúng không? Các bạn phải trình thì sao?